cho các những dòng loa CBL dạng TLX hoặc những dòng lấy dạng cây, các bác bố trí những cái âm ly tầm tầm kiểu hai nguồn này đánh rất hay này. Bộ này em phối cho anh em để phục vụ anh em làm sao phát huy hết chất bát của những cái dòng loa JBL. Đấy. Và đương nhiên là trong phân khúc bình dân thôi. Em ghép cho anh em bộ này rất là hợp lý, vừa tầm tiền. Với cặp loa JBL TLX 180. Đấy. Sử dụng một bát điện, một bát cộng hưởng. Này này, cộng hưởng các bác nhá. Tiếng bát khi kết hợp với dòng hai nguồn đánh rất hay. Bát nó đánh căng. Đấy, anh em nghe thử. Kể cả tép là lên này. Cứ nhiều tiền mới hay các bác nhé. Em ghép bộ này cho anh em cực hay luôn. Nó tầm tiền thôi. Đấy, em thảo ruột cho anh em xem luôn này. Lô này có 120D, có 150D, anh em tha hồ chọn. Dòng tần diệt xương cá ấy. Tiếng rất hay. Em này hoàn toàn sử dụng điện 100V nhé. Anh em nào có nhu cầu thì nhớ là cắm đổi nguồn. Đấy. Loa rất đẹp luôn. Bộ này em ghép cho anh em nghe nhạc DJ, nhạc mạnh, không cần dùng súp luôn. Tiếng bass đủ căng rồi. Rồi, chân thành cảm ơn anh em.